Xin chào anh chị nhà đầu tư ha Chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em Kênh youtube chứng khoán nơi mà sẽ nên. Thì như thương lệ cuối ngày Em cũng ngồi lại với anh chị mình Để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta Trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay Một phiên mà thị trường của chúng ta đánh vượt mọi cái yếu tố kỳ vọng Của thị trường của anh chị mình đúng không ạ Và nhưng mà nhà đầu tư mà càng sợ chỉnh Càng thợ sợ cái thị trường xấu đồ này kia Chỉnh đỉnh đồ này kia Thì ngày hôm nay anh chị mình thấy là nó đánh sau một cái phiên dụ 3 ba phiên như vừa qua nó kéo lại toàn bộ và thậm chí là ngày hôm nay là một cái phiên sao gì nó đóng môi cửa một cách yếu tố quyết liệt. Đúng không à? ạ? Và tuy vậy là trong cái dòng trong cái ngành á nó không phải là con này cũng tăng, đúng không à? ạ? Và anh chị mình thấy là cái nhịp tăng á nó có có một cái độ phân hóa nó rất là cao. Đấy cái dòng mạnh nó vẫn tiếp tục mạnh, đúng không à? ạ? Con khỏe nó tiếp tục nó khỏe và những cái con sao gì những cái con yếu thì nó cứ liên tục nó ì ạ. À? Đấy nên là trong cái giai đoạn này của thị trường á là đánh bật mọi cái yếu tố phân tích về cái yếu tố chỉ số đó gì đấy nên là một khi mà nó vào sóng á là nó gọi là nó đánh gọi là đánh thuộc dạng theo cái kiểu mà gọi là nó mọi cái sự điên cuồng về cái cái dòng tiền á nó sẽ được hấp thụ và nó được đổ bộ dồn vào rất là nhiều đúng không ạ giống như ngày hôm nay chị thấy là bắt đầu nó kéo những cái con việc công banh để mà nó kích thích về cái yếu tố chỉ số kích hoạt những cái dòng tiền đầu cơ nó vào đối với thị trường nhưng mà chị mình đánh những cái con mà kênh dưới nó lại không có tăng giống như hạt đô rồi này gì tăng trẻ bao nhiêu hdc rồi này thậm chí nó vẫn còn đỏ đúng không còn ngược lại những cái con mà thuộc dạng kênh trên xu hướng lên của từng cái dòng giống như, như là hpg chị không nó vẫn tiếp tục nó tăng đúng không thậm chí là trong cái dòng của nó nó trong cái dòng của nó là họ sen nó chưa tăng được đúng không ạ nam kim nó chưa tăng được tại vì sao chính sâu lên chậm đúng không còn những con mà tăng càng mạnh ít càng ít chỉnh á nó sẽ là những con càng mạnh và chứng và là dòng ngon hàng ngày hôm nay tiếp tục nó kéo này mb nó kéo này mbb kéo này bidv kéo này đúng ạ nó vẫn là những cái dòng mạnh đối với thị trường hay là chính con cái HCM nó vẫn tiếp tục nó tăng đúng ạ những cái dòng con khỏe nó tiếp tục nó tăng cho yếu tố thị trường đấy nên là nó gọi là nó đang tạo ra được những cái sự điên cuồng và nó bước vào một cái giai đoạn gọi là giai đoạn siêu kiếm tiền đối với những cái việc mà anh chị mình nhận diện được đối với cái thị trường thời điểm hiện tại đúng ạ và anh chị mình thấy này cái yếu tố của thị trường của chúng ta này những cái trong một cái cái giai đoạn tăng lên á anh chị thấy mà gọi là trong một cái nhịp độ tăng lên là cái độ dốc bắt đầu nó đi lên đúng không nó thể hiện cho yếu tố là lực cầu nó ngày càng nó dồi dào và nó ồ ạt đối với thị trường có nghĩa là lực cầu nó đang lấn ép những cái lượng cung đúng không ạ mọi sau mọi cái điều chỉnh anh chị thấy không? thị trường nó càng mạnh mẽ hơn đúng không ạ sau cái một nỗi nhịp độ điều chỉnh thị trường nó càng mạnh mẽ hơn có nghĩa là là, những cái dòng tiền cũ nó không có thoát ra nhưng mà nó đón nhận những cái dòng tiền mới nó đổ bộ vào đúng không ạ và đây chính là một cái chu kỳ rất là tốt và giai đoạn siêu kiếm tiền đối với một cái thị trường chứng khoán của chúng ta nhưng mà anh chị mình sẽ thấy là không ai có gọi là không phải ai cũng kiếm tiền được đúng không ạ anh chị mình chỉ kiếm tiền được gọi là siêu kiếm tiền khi nào khi mình đánh vào những cái dòng nó mang tính chất gọi là nó mang tính chất leader các cổ phiếu nó mang tính chất leader đúng là còn những cái con mà cầm đi ia đó thì trong cả chu kỳ vừa qua thị trường tăng 250 điểm và gọi là 300 điểm đi chẳng hạn thì cũng không có lợi nhuận được đấy và cái cơn sóng hiện tại bây giờ là một cái cơn sóng của những nhóm ngành cơ bản đúng không sống đây là sống ngân hàng sống ở đây là sống về kiểu gọi là gọi là đón nhận những cái cái dòng tiền lớn á nên là nó phải đòi hỏi những cái cổ phiếu những cái nhóm ngành nó có những cái tính cơ bản nó cao đúng không nên là chị mình thấy những cái dòng ngắn hàng này nó nó vẫn tiếp tục trong một cái đà đi lên đúng không nó đi lên đi lên đi lên của nó nó vẫn tiếp diễn trong một cái chu kỳ của nó và sắp tới em đánh giá với chị mình đó nó gọi là nó sẽ đến những cái nhóm ngành khác gọi là nhóm ngành mới để mà nó tiếp tục nó bố trợ thêm cho cái nhóm ngành ngân hàng từ đó nó tạo động lực cho một cái quá trình đi lên tiếp tục đúng không à? ạ giống như là những cái nhóm ngành chứng khó rồi này anh chị ssi rồi này anh chị nó sẽ là những cái nhóm ngành hướng lợi và được kế những cái câu chuyện tuyệt vời nhất trong những cái giai đoạn tiếp theo đúng không à? ạ và anh chị mình thấy là đây là một cái chu kỳ tăng đúng không à? ạ sau vũ này cổ phiếu hướng lên bắt đầu đã, bắt đầu đánh đúng không à? ạ bắt đầu nó sẽ chị bắt đầu những cái phiên mở biên hàng về này nói những cái phiên vũ gọi là những phiên kết thúc điểm vũ này nói mở biên test cung test kiệt cung như này là một cái điều kiện cực kỳ tốt để mà dòng tiền tiếp tục đổ bộ vào đối với những con này bước vào một cái giai đoạn chính sóng bước vào một cái pha tăng tốc tiếp theo đối với những cái nhóm hành chứng con này hai nhưng mà nó phải cũng phải là những cái con nó mang tính chất đầu ngành đúng không à. ạ còn đấy là cái yếu tố lưu ý ha hay là dòng dòng dầu khí này nó cũng có con tăng nhưng mà không phải là cổ gọi là nhưng mà cái cái việc của anh chị mình á là lựa chọn những cái con cổ phiếu nó mạnh nhất đúng không à. ạ vì sao trong cái dòng dầu khí em lựa chọn bvd và hiện tại bây giờ em vẫn nắm giữ mà cổ phiếu bvd đúng không à. ạ sau vụ này cổ phiếu hướng lên dòng tiền này hôm nay đổ bộ vào tại vì sao chị nó giữ được cái kênh của nó đúng không à. có phải là những con này nó thuộc dạng cái kênh trên xu hướng lên không chị khi mà nó bung nổ cái là nó vượt khỏi mọi cái phần tích gọi là nó vượt khỏi cái cái cái, cái, kháng cự đúng không à. tạo ra một cái điểm bài như thế này và anh chị mình thấy trước mọi cái trước mỗi cái nhịp tăng nó đều có những cái pha dũ rất là mạnh đúng không ạ cái phiên này là phiên mồi cái dòng tiền này phiên phiên mồi dòng tiền này dũ câu này đấy dũ tăng câu này sau khi nó dũ đủ những cái lượng hàng ngắn hạn thì giá không phiên này là phiên kéo thật đúng ạ phiên này là phiên bung nổ thật và dòng tiền thật đối với vào cổ phiếu và và tiếp theo là nó bước vào một cái điểm sóng đúng ạ nó là cái đó là đối với một cái việc mà đi gọi là dự gọi là mình đánh theo cái sóng dòng á giống như là ngân hàng em đánh phân bố rất là nhiều rất là nhiều đúng không ạ mbb msb stb Đấy, hay là chứng khoán là bắt đầu mình phân bổ đúng không ạ hay là đánh những con SSI, VCI, VX đúng không ạ à, hay là HCM, MBS đấy là những cổ phiếu mà sao gì nó sẽ có những cái cơn sóng ngành của nó đúng không ạ còn những cái cổ phiếu riêng lẻ đúng không ạ giống như là thép em không nghe gọi là thép giai đoạn này em chỉ đánh mọi cái con họ phát đúng không ạ vì sao em không đánh hoa sen vì sao anh không đánh năm kim tại vì em dự đoán là cái ngành của nó, nó sẽ chưa có gọi là chưa có một cái điểm kích hoạt vào sóng và cơ bản nó sẽ có những cái cổ phiếu nó chạy riêng lẻ đúng không à? ạ đấy nên là anh chị mình thấy này họ họ phát nó tăng rất là mạnh nhưng mà những con này tăng lên nó sẽ gặp kháng cự và những con này nếu mà trường hợp nó đi ngang mà kia cung thì nhịp sau nó sẽ là bước vào chính sóng ha còn thì lúc đó mình đánh sau đúng không à? ạ còn hiện tại bây giờ nó chưa có tới nhiều đó ha à, còn hay là dòng dầu khí chỉ đánh bvd thôi đấy bvd thôi còn bvs cũng không cái đánh đúng không à? tại vì sao bvs nó thuộc dạng kênh dưới đúng không à? ạ nên là mình phải hình thành rõ đối với những cái việc mà mình đi đầu tư đúng không ạ những cái con mà càng mạnh và càng mua đúng không ạ khi mà chị mình dự đó gọi là mình mình thay nhìn thấy cái chu kỳ á có nghĩa là cái chu kỳ này á thì em đánh giá với chị mình á là trong hết cái cơn sóng năm nay là thị trường chúng ta đã chắc nó phải về lại vùng một nghìn năm trăm đúng không ạ khi mà mình có được một cái biên độ mình uh, gọi là mình target mà nó ra như thế thì đó anh chị mình tự tin anh chị mình đánh được đúng không ạ tự tin anh chị mình chọn những cái cổ phiếu và con càng mà anh chị mình phải càng càng, càng uh, gọi là càng mua và càng nắm giữ đúng không ạ thì nó mới mang là cái hiệu quả đầu tư cho anh chị mình còn những con anh chị mình yếu yếu này thì cả một cái nhịp tăng nó trẻ vào tăng bao nhiêu cả và anh chị mình thấy này cái từ những cái đại diện đầu tiên cho cái yếu tố thị trường á là nhóm ngành ngân hàng là cái nhóm ngành hiện tại bây giờ nó vẫn duy trì cho một cái cơn sóng đúng không ạ thì tiếp theo nó sẽ có những cái nhóm ngành khác để mà nó bổ trợ nó cộng dồn nó tạo ra những cái câu chuyện bá đũa tạo ra những cái vệ tinh xung quanh là tạo ra những cái sự bổ sung cho nhau để mà một nó đóng góp cho một cái chỉ số tăng và cái dòng tiếp theo đó em đánh giá với anh chị mình gọi là ngân hàng và tiếp theo đó là một cái dòng chứng khoán nó sẽ là những cái dòng nó được lên ngôi đúng không à? ạ và gọi là đồng thời nó sẽ cộng hưởng với những cái mã cổ phiếu mang tính chất riêng lẻ em có đề cập với anh chị mình đúng không à? ạ giống như là thép thì nó sẽ có hòa pháp và dầu khí nó sẽ có là những cái con bvd đó nên là đây là gần như là cái danh mục em đang nắm giữ cũng như là đề cập với anh chị mình là những cái danh mục đang mạnh nhất so với yếu tố thị trường đúng không à? ạ những cái gọi là thuộc dạng những cái cổ phiếu nó thuộc cái yếu tố cơ bản đúng không ạ nó gọi là nó mới đổ bộ được cái yếu tố dòng tiền nên á làm khuyên anh chị mình á cơn sóng này là những cái cơn sóng của những cái mã cổ phiếu của những cái doanh nghiệp có nền tảng cơ bản đúng không ạ nên là mình sẽ tập trung đánh cho những cái dòng nó mang tính chất sinh gì nó mang tính chất cơ bản và đầu ngành gọi là những cái cổ phiếu leader đầu ngành nó sẽ là những cái cổ phiếu nó mang lại cái lợi nhuận cho anh chị mình một cách nó nhanh nhất ha nó gọi là cái cơn sóng này, này. anh chị thấy là một cái cơn sóng này. em đánh giá nó sẽ mạnh nhất trong cái năm này đấy nên là anh chị mình phải tập trung mình kiếm tiền gọi là tập trung kiếm nhiều tiền nhất có thể lưu nha và cái giai đoạn gọi là giai đoạn kiếm tiền nhiều nhất á em đánh giá nó sẽ sắp đến luôn rồi gọi là đàn này chưa phải kiếm tiền nhiều nhất đâu nó sẽ có những cái đoạn sắp tới nó sẽ chạy vào những cái cổ phiếu nó mang một cái tính chất đầu cơ cực kỳ cao đúng không à, gọi là những cái câu chuyện nó kể nó cực kỳ cực kỳ hấp dẫn đấy nó gọi là một cái dòng tiền gọi là cái dòng tiền điên trên thị trường á gọi là những cái lực cầu này nhau đổ dốc lên nó giống với thời điểm năm 2021 nghìn thị trường tăng là gần như nó không có chỉnh đúng không nó dụng cái xong nó tăng nó cái xong nó tăng nhìn không nó kéo một cái xin suốt giai đoạn này này thì không nó coi okay mà nó tăng này nó tạo ra một cái độ dốc đúng không ạ tạo ra một cái độ dốc lên đúng không ạ khi mà anh chị nói khi mà nó dụ một nhịp này nó nó cứ dụ một cái sau đó cái nhịp sau đó càng mạnh đúng không ạ nó dụ một cái sau đó, nhịp sau nó lại càng mạnh đúng không ạ nó dụ một cái này nó dụ một nhịp này nhịp sau nó lại càng mạnh nó càng dốc lên đúng không ạ cái phiên này nó dụ một cái anh chị thấy không nó giống với cái thời điểm này không chị đấy có nghĩa là nó dỗ một nhịp này đó, nó nó một nhịp này sau đó cái phiên sau lập tức kéo lên Đấy, kéo kéo tăng tăng liên tục anh chị mình càng sợ chỉnh càng sợ đỉnh thì trong chu kỳ này càng không kiếm kiếm được tiền đúng không có nghĩa là anh chị mình quá cẩn trọng quá sao gì quá gọi là quá sợ đối với thị trường này kia thì mình đảm bảo với anh chị mình thị trường nó sẽ còn lên và lúc đó anh chị mình sẽ không kiếm được tiền nhiều tại vì anh chị mình còn càng cao anh chị mình còn sợ mà đấy nên là mình phải có một cái target đối với thị trường của chúng ta ha anh chị thấy không tiếp theo vũ này vũ, này, vũ cái càng vũ xong càng lên đúng không ạ đấy nên là đi lên trong một cái đoạn bắt đầu anh chị nó tạo ra một cái sự cao trào về mặt hưng phấn đúng không ạ cao tra về mặt hưng phấn thì lúc đó mới lúc mà nhiều nhà tư mình tự tin nhất lúc đó mình mất tiền nhiều nhất ha à, còn lúc mà nhà tư mình nhà tư lên cao nó nghi ngờ hay là cái, cái, những cái cổ phiếu chị mình thấy này có bạn cái nên của nó nó để đi xa đâu giống như là ngân hàng ấy, thì mình không nói đúng không ạ ngân hàng thì em không có nói với chị mình tại vì ngân hàng ấy, là nhịp này đã đi từ cái nền này này nó giống như là mbb hiện tại em đang nắm giữ thì hiện tại bây giờ cũng ba mươi mấy phần trăm đúng không ạ hay là còn tiếp theo những con mb sắp tới nó khả năng nó còn đánh tiếp đúng không ạ nên này này đi lên nền này nó còn đánh tiếp hay là thậm chí ecb nó vẫn sẽ còn đánh tiếp đúng ạ à, nhưng mà cái để mà nó tăng mạnh mẽ như này á thì có thể nó sẽ không tăng mạnh mẽ giống như nhịp đầu nữa mà nó gọi là tăng theo một cái cách nó duy trì đúng ạ à, và theo đó trong một cái nhịp tăng duy trì như thế này này nó sẽ có những cái nhóm ngành khác nữa lên đúng không à, ạ giống như là cái dòng chứng khoán bây giờ nó đang tạo ra được một cái nền tảng em đánh giá là cực kỳ tốt và là một cái điều kiện cực kỳ tốt để mà nhóm ngành này nó nó đi lên tiếp theo để mà nó nó gọi là nó 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 bổ trợ cho yếu tố thị trường của chúng ta và sau cái phiên vụ này nè như sau những cái nhịp vụ em có đề cập với chị mình đó là nhiều lúc sau cái điểm vụ này cổ phiếu nó mới mạnh đúng không ạ là cổ gọi là cái cổ phiếu nó mới bước vào một cái giai đoạn mạnh của nó mạnh nhất đối với cổ phiếu đấy nên là đối với những con này này hàng về tiêu hóa ấp tụ ấp tụ thành thanh còn thấp như này cứu gì em đánh giá cứu gì nó sẽ có xong cứu gì nó sẽ đắt là những con vci này những con hcm này anh chị đấy hàng vùng nổ về ấp tụ hết đúng không ạ không có lực cung bán ra đúng không à, nên là những con này nó sẽ con những cái phe tăng tốc tiếp tục nên là mình đánh những cái con mà mạnh nhất đối với thị trường như thế này á là đảm bảo với anh chị mình con sống sâu anh chị mình sẽ ăn rất là dày nữa đúng không à, rất là dày nữa nha anh chị đấy nên là lưu ý nha đấy nên là mbs luôn này đấy nó sẽ là những con tăng mạnh nhất cho những cái nhiệt độ tiếp theo nữa ha hay là cts tương tự đấy nên là anh chị mình cứ tập trung để cho anh chị mình đánh em đánh, đánh giá nó sẽ tốt nhất ha đấy và phải nắm giữ được con mạnh nhất chứ còn mà chất nắm những con yếu nhất thì anh chị mình không cũng không kiếm được tiền đâu giống như là anh chị thấy không đất xanh này kẻ như vừa qua nó có kiếm được tiền cho anh chị mình đâu có nghĩa là cái cứ để nó nó dụ xong đi sau đó nó hướng lên nó phải có những cái động thái để mà nó bước vào sóng nữa thì mình mới đánh đúng không còn không thì cứ để, để nó tích lũy tích lũy tích lũy và con kiểu tích lũy này á là kiểu gì cũng có sóng đúng không ạ nhưng mà tùy thuộc vào cái thời điểm của nó còn bản nhắc bây giờ chưa phải thời điểm của nó thì chị mình đừng có gọi là đừng có vào sóng làm gì đúng không mà mình đánh cho những cái con mà nó có khả năng tăng gọi là tăng mạnh nhất tùy từng cái nhịp của thị trường đúng không chứ không phải là cái dự đoán cái việc mà nay tăng mai giảm nay tăng mai giảm anh chị nói là ngày một ngày hai á nó không mang lại cái hiệu quả cho anh chị mình và mình phải dự đoán là cái nhịp đúng không có nghĩa cái nhịp này á là cái dòng nào là dòng giảm nhất đúng không cái nhịp này này là cái dòng nào là dòng giảm nhất tiếp theo đúng không thì nó mới mang lại cái hiệu quả đầu tư cho anh chị mình nhiều nhất ha và em vẫn đánh giá với anh chị mình với một cái cái độ đầu cơ đang rất là cao rất là gọi là đầu, cơ gọi là cái dòng tiền đang ô ạt vào thị trường của chúng ta đẩy một cái mức độ thanh còn nó lên cao như thế này á làm đảm bảo với anh chị mình dòng chứng khoán nó sẽ là những cái dòng mà nó cứu gì trước sau gì nó sẽ đánh lưu em nó giống với cái nhịp này của thị trường này anh chị là cái nhịp này này anh chị mình thấy này cái nhịp này là cái nhịp là đầu nhịp đầu á là ngân hàng là một cái nhịp kích hoạt đúng không ạ để mà nó tạo ra một cái cái thời điểm sóng nó nhưng mà đến cái giai đoạn lung chuyển bắt đầu là sao gì nhịp cuối là những cái nhịp của những cái nhóm ngành đầu cơ và trong đó là cái dòng chứng khoán là cái dòng sao gì là cái dòng nó sẽ chạy trong một cái nhịp đầu tiếp theo đối với thị trường khi mà cái mặt bằng giá được lên cao thanh khoản nó được đổ bỏ vào đúng không ạ và anh chị mình thấy này cái thanh khoản thời điểm đó nó thấp hơn bây giờ đúng không nó thấp hơn bây giờ và bắt đầu thành khoản của chúng ta nó vẫn có những cái xu hướng nó đẩy lên cao này anh chị đấy nên là thưa gì nó có những câu chuyện nó rất là hấp dẫn về cái nhóm ngành chứng khoán này ha đầu tiên em đánh giá với anh chị mình là cái cơn uh, chu kỳ đầu á, gọi là chu kỳ đầu và thậm chí là từ giờ đến cuối chu kỳ ngân hàng nó vẫn sẽ còn kéo đấy nhưng mà sao vậy? nhưng mà để mà gọi là để mà tối ưu nữa đấy thì nó phải có một cái dòng khác nó tiếp tục nó kéo thay giờ gọi là hỗ trợ thêm cho cái nhóm ngành ngân hàng có nghĩa là nó tạo thêm những cái động lực thúc đẩy cho cái nhóm ngành ngân hàng á, là nó sẽ là những cái nhóm ngành chứng khoán Đúng ạ, à, chứng có anh chị thông. cái độ tích lũy cực kỳ đẹp anh chị thấy. Nhìn qua những con SSI này, cái nền của nó ở đây. Đúng ạ, à, sau cái trước cái tăng nó có một điểm dấu Đúng không à, ạ? Loại bỏ đi toàn bộ những cái lượng cung hàng cuối cùng rồi, bắt đầu dòng tiền anh chị thông, đổ bộ vào một cách mạnh mẽ quyết liệt ngày hôm nay chuẩn bị Thanh còn thấp để mà nó tạo ra một yếu tố đó, là kiểm tra cái lượng cung hàng. Nó à, cung hàng thấp thì cứu gì nó sẽ đánh tiếp. Đúng à, hay là những con khác anh chị nói CTS đồng tương tự. Đúng ạ, à, nó yếu ra một nhịp thành còn không bung ra, bắt đầu làm gì? Nó giữ biên nó kiệt thanh khoản. Nó giữ biên kia thanh con nhịp sao cứu gì nó sẽ còn đánh tiếp Đúng không? FTS tương tự này anh chị không? Càng lên cao nó là càng mạnh Đúng không? Đấy nên là cái dòng chứng khoán là cái dòng mà đánh giá với chị mình phải cực kỳ chú ý tới và cực Gọi là phải phải đánh phải đánh cho nó sớm Đúng không? Chứ đừng để mà cổ phiếu lên cao rồi Gọi là tăng một nhịp nữa rồi thì lúc đó nó cổ phiếu cái giá cổ phiếu nó sẽ cao Đúng không? Tại vì cái vùng nền này không còn là gọi là cũng, cũng cũng gọi là không phải là cái cái nền giá rẻ nữa đâu anh chị Đấy nên là lưu ý anh ấy HCM này Đấy cứ canh cái điểm này là test lại mình mua Đúng không? MBS tương tự này cứ tết, canh test lại thành con thấp mua đúng ạ à. nó sẽ là những con mạnh nhất đối với cây nhông nhông này, này. Right, tăng này còn s được đừng có mua nha chị s con chậm s gọi là lỗi hai nó những con này sẽ chạy sâu, nhìn không biên nó lỏng như thế này thì lên khó lắm nên là mình chọn những con này nó bước con nền trước á là nó dụ xong hướng lên này SA chọn này đúng không à. vì sao dụ xong hướng lên thanh con thấp bắt đầu kiệt lại này đấy những con này kiệt kiệt volume test lại cứ mua vào đúng không mua vào như như thế này là nó cực kỳ an toàn tại vì sao sau điểm dụ ít nhất là cổ phiếu nó sẽ không dụ nữa ha à, và cái việc mà đặt cược vào một cái cái thế tăng á là những con này nó sẽ là những con tăng tiếp tục nữa ha hay là tiếp theo con vít này gì vũ xong hướng lên bắt đầu nó giữ biên này siết nền siết nền rồi này Đấy, kiểu gì một cái điểm kích hoạt cái là cổ phiếu này vào sóng ngay đúng không mà khi mà vào sóng nó sẽ vào một cách rất là nhanh thì lúc đó nó sẽ không cho anh chị mình gọi là mình mình mua đâu anh chị đó là lưu ý ha đấy còn đối với cái dòng ngân hàng này nó vẫn sẽ là một cái chu kỳ tăng giống như cái ECB này bắt đầu đi nền đi nền giữ biên gọi là giữ biên như này á, là khả năng tăng tiếp rất là cao đấy nên những cái ngân hàng phải nắm giữ con càng mạnh phải càng nắm giữ này CTG này cứ nắm giữ tiếp đúng không ạ hay là MB này em vẫn nắm giữ đúng không ạ tăng tốc phía sau nắm giữ tiếp tục đúng không ạ MB này, đấy MB thậm chí nếu mà anh chị mình mà gọi là phiếu lý một chút á thì những vùng này chị mình cũng có thể mua được này nó vẫn mua được nha anh chị vẫn mua được và cái dư địa của nó vẫn còn tăng được ha MB này là những con những con STB tăng này dụ xong hướng lên đúng không những cổ phiếu dụ xong hướng lên là nó sẽ rất là mạnh ha Techcombank này đấy VB Vietcombank này hay thậm chí là VB banh vậy vì ban con yếu nhất bắt đầu năm ngày hôm nay sao nhỉ? dũ xong nó hướng lên. Nó con này vượt vùng giá 30 20 thì nó sẽ tiến về lại vùng giá 22 ha. Để mà nó nó bổ trợ cho cái cái chỉ số của chúng ta ha. Còn đối với thép thì tập trung đánh HPG đó. đánh HPG đó. con này con là mạnh nhất anh chị mình đánh. Đúng không ạ? Còn hoa sen anh chị thấy hoa sen nó chạy Đúng không ạ? Nó nó chỉnh sâu thì nó sẽ hồi phục uh, gọi là hồi phục lên nó nó sẽ gặp cái cái lượng hàng đeo bám đúng không? nên là anh chị mình thấy này chỉ cần nhưng mà nó nếu mà cái trường hợp nó đi ngang nó giữ biên á nó nó siết chặt biên độ thì cái điểm kích hoạt về sau nó sẽ là điểm mua ha Đấy còn Nam Kim tương tự này hồi phục nó chậm đúng không nó là vì sao trong giai đoạn này á em nó dòng thép chỉ đánh mỏi con hòa phát này. đánh vào là phải đánh con mạnh nhất anh chị để mà khi tăng nó là sẽ là con mà nó mang lại cái lợi nhuận cho chị mình nhiều nhất Và khi mà nó giảm á nó sẽ là con giảm ít nhất đúng không ạ cái con mà gọi là cái con an toàn nhất chứ gọi là cái con an toàn nhất trong một cái xu hướng tăng á nó là con tăng mạnh nhất chứ không phải là con giữ tiền anh chị mình đúng không anh chị mình quá cẩn trọng trong một cái 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 cái, cái, cái xu hướng tăng á thì chị mình sẽ không kiếm được tiền nhiều đâu đó là lưu ý ha mình phải thay đổi được cái 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 cái, sự nhận diện đó còn bất động sản thì dòng yếu đúng không bất động sản giai đoạn này yếu anh chị thông đích hồi phục lên cái gặp lực bán này đấy nên là chưa đâu anh chị đấy, thanh còn còn lớn này chưa lên được cái đâu đấy ví dụ xong cái đề nó tích lũy lại đã đúng không đất xanh này còn biên biên dưới này chưa lên được đấy còn nếu mà cái dòng bất động sản á chỉ có con 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 nam từ liêm này đó là con kênh trên này hay là con KDH này đấy thì có thể canh gọi là nếu mà muốn đánh thì canh những con mạnh mạnh anh chị mình đánh hay còn những con uh, sâu thì chưa, những cái xe này bùng nổ làm cái tét tét nhưng mà cơ bản về mặt cơ bản á nó chưa vào xu thế được, nó chưa vào xu thế được những gì, bất động sản này, rồi tiếp theo khu nghiệp, khu nghiệp thì nó ok hơn một chút, đúng không à? ạ? IDC nó tăng này, nó nhìn chung cứ đánh cũng mạnh thôi, EDC tăng giảm tăng giảm bình thường, Đấy, tăng giảm bên 8 bình thường tại đâu được cái biên được kiệt cung nữa có thể đánh tiếp, đúng không à? ạ? đánh tiếp tục ha. Còn nhóm ngành dầu khí á. dầu khí thì chỉ tập trung đánh đánh còn BVD thôi, đánh BVD rồi BR bạn bé chơi là con mà để mà em, em gọi là em chữa cháy cho cái cái nếu mà nhà gọi là là con rung của em cầm nắm á là BVD từ những giai đoạn này này cái là cái điểm mua nó tốt điểm mua nó tốt là sao điểm mua tốt nó sẽ là cái điểm mua để mà nó chống chọi qua những cái điểm dụ, điểm điều chỉnh đúng không ạ tại vì cái điểm mua em, em, em đây vùng này này nó tốt em đâu có mua phiên này đâu đúng không ạ phiên này em, em mua đua 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 thì để còn mà chắc em đâu có đua đúng không ạ tại vì sao nó bùng nổ lên rồi sự đeo bán nó có đúng không ạ sự bán nó có thì chị không nó ra những cái lượng hàng Đúng không? Còn em mua chỉ mua phiên này thôi. Đấy mua phiên này này. Đấy mua cái mở biên đầu tiên này. Đúng không? Mua xong rồi xong gì? Thì nó sẽ có khả năng nắm giữ qua điểm giữ. Đúng không? Còn chị mình mua phiên này chị thấy không? Mua cái bán bán xong cái cổ phiếu lên, nó bị xoay vào yếu tố thị trường. Đúng không? Nên là em tập trung đánh những con kênh trên như thế này thôi chị. Đấy còn uh, chữa cháy là còn BR đúng không anh chị nào chưa gọi là trong cái nhận định của em á nếu mà chưa có dòng dầu khí thì thì cứ anh BR đấy đánh ha à, còn những con mà bi viết nó sẽ chậm biết anh chị thao nó rõ ràng nó là như thế đúng không vùng dao động là không khối lượng lớn nè chưa lên ngay được nó chưa lên ngay được lên cái là gặp áp lực à anh nó là trong mọi cái dòng á anh chị thanh anh chị có đánh một con mạnh nhất à nó đâu đánh những con khác đâu nên là mình phải làm sao mình chọn được cái con mạnh nhất để cho anh chị mình đánh thì mình nhớ nó mới ok ha đó là dầu khí nè đó là đó là một vài cái yếu tố của những cái cái mạng cổ phiếu ha còn về cái về cái diễn biến vận động của thị trường á thì em đánh giá với anh chị mình á là cái thị trường của chúng ta khi mà nó tăng như thế này rồi á anh chị mình đừng có đi phân tích về mặt chỉ số nữa. Đúng không ạ? Mà mình sẽ gì mình tập trung cho cái cổ phiếu nào là cổ phiếu dẫn dắt. Cổ dòng nào là dòng mạnh để mà anh chị mình đánh. Đúng không Mình chọn đầu tiên là cái điều kiện thị trường và thi điều kiện thị trường thời đi hiện tại nó đang gọi là nó đang gọi là nó nó đang tạo ra được một cái điều kiện tốt nhất và tuyệt vời nhất để mà chi để mà anh chị mình đi kiếm tiền. Đúng không ạ? Thì cái yếu tố thứ hai chính là cái việc mà anh chị mình gọi là cái sóng ngành thị trường đang là sóng nào. Đúng ạ? cái thứ hai là xem gì cổ phiếu nào đang là cổ phiếu leader anh chị mình chỉ cần biết như thế thôi là gọi là đi từng bước từng bước như thế thôi thì anh chị mình sẽ đánh được một cái cơn nhịp sau đấy và mình đánh giá với anh chị mình đó là ngân ngang nó vẫn là cái dòng có sóng nên là ngân ngang cứ tiếp tục nắm giữ đúng không tại vì cổ phiếu đó là những cái cổ phiếu kênh trên đúng không và tiếp theo đó nó sẽ là những cái nhóm ngành thuộc dạng chứng khoán nó sẽ có một cái yếu tố về cái dòng đúng không và tại vì anh chị mình thấy này nó dù xong nó hướng lên là cả cái dòng nó hướng lên được đúng không cả cái dòng nó tích lũy lại được và cả những cái dòng nó sẽ có những cái câu chuyện được đó nên là chị mình chọn những con nào mà hướng lên một cách mạnh mẽ chị mình đánh đúng không ạ nó có một độ beta tốt anh chị mình đánh đấy cts này fts này hcm này đấy mbs này là những cổ phiếu nó nó gọi là nó nó dụ hướng lên một cách mạnh mẽ đấy, ssi này vci này đấy VS này đấy còn những con mà ss nếu mà anh chị mình đánh dòng chứng khoán đánh con này em đánh với nhịp này, này nó cũng không ăn thua đúng không ạ nó không phải là con mạnh nhất đấy em đọc ra cho anh chị mình đó còn vn đây nó cũng chưa chưa ăn thua đâu anh chị đấy volume còn lớn này nó là tăng này tăng theo cái dòng thôi chứ còn bản chất còn là nó chưa ăn thua đúng ạ à. nó tích lũy lên này 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 là có nghĩa kiểu gì nó cũng sẽ đánh nhưng mà nó không phải có thể là nó sẽ không phải con mạnh nhất Đấy, những con mạnh nhất là những con nó đi trên cái vùng đỉnh này, này. Đấy, nhịp sau nó mới đánh được đó nhịp sau nó mới là con dẫn dắt và gọi là nó có mạnh nhất ha nên là cái dòng chứng khoán là cái dòng nó còn trong cái cái gọi là nó vẫn còn quanh cái nền của nó nó là sao gì nó còn cơ hội cho anh chị mình đầu tư cho anh chị mình vào đúng không đừng để mà cổ phiếu nó lên xe rồi chị mình mới nhận diện ra thì lúc đó cái vị thế của anh chị mình nó sẽ lên cao và thậm chí lúc đó là sao gì nó tăng trăng 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 như thế này là không có đi mua cho anh chị mình đâu đúng không anh chị không Sau điểm này này nhìn không lên cái này cái lại vũ vũ kiếp cung cái là dòng tiền chị tham vào độ độ bùm, 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 bùm lên đúng không đó giai đoạn nó chuẩn mà anh chị mình muốn mua bắt đầu nó chậm lại đúng không nó giống với thời điểm này đấy, này anh chị đấy MHB này nó cứ nền như nền thì chị mình cứ tham gia đúng không nhưng mà bắt đầu đùng 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 nổ lên cái này mua cái trận đúng không MHB tương tự này đúng không thì không khi một khi nó đã đổ bộ dòng tiền đánh đó là cái sự điên cuồng của dòng tiền và sự điên cuồng của cổ phiếu nó sẽ được diễn ra đúng không cái nền này nè anh chị mình vào 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 nó vẫn còn gọi là nó vẫn còn quanh cái nền thì chị mình vào nó rất ok đúng không nhưng mà để mà đung 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 lên cái phiên này nhà mua phiên nào nhà mua đến cái phiên bắt đầu nó thấy chừng nào chừng lại mua cái nó chừng đi ngang luôn một tháng nó tháng chán này nó bán này cái cổ phiếu tăng tiếp đúng không à, lưu ý ha đấy nên là anh chị mình phải nhận diện sớm về cái vấn đề này và em đánh giá với anh chị mình á là anh chị mình cược vào một cái thị trường tăng á cái anh chị mình cược đầu tiên anh chị mình cược vào thị trường tăng á để cược vào cho nó dài đúng không cược vào target em đánh giá nó cược về lúc giống cũng giống như cái cách á là vùng một nghìn á em cược vào thị trường của chúng ta về vùng một nghìn nhưng mà khi mà nhìn mình thấy những cái cổ phiếu những cái nhóm ngành khác nó vẫn chưa đi trở lên từ những cái vùng nền, nền tích lũy nó xa đúng không à? ạ thì cái dư địa của thị trường của chúng ta trong chu kỳ năm nay vẫn đánh giá là vẫn còn và cái dòng tiền sao gì dòng tiền nó vẫn luôn tục nó ồ ạt lên thị trường á thì ít nhất nó phải về 1 nghìn năm đúng không khi mà ta về 1 nghìn năm như thế thì sao chị thì mình có những được những cái góc nhìn nó tốt đúng không để mà mình nhận diện qua cái nhịp tiếp theo nó sẽ là cái nhóm ngành nào đúng không nhóm ngành nào nó sẽ là nhóm ngành mạnh tiếp theo chứ còn bạn chắc anh gì mình dự đoán ngày mai tăng ngày mốt giảm á như thế nó không ăn thua đâu chị cái nghĩa là cái biên của nó là gọi là hai ba phần trăm thì mình đánh giá là gọi là ăn ăn như thế ăn thì ăn ít đúng không ăn thì ăn vài vài ba phần trăm nhưng mà lỗ lỗ nhiều đúng không ạ nó gọi là lên cái cổ phiếu bán đúng rồi lên cái đội bán rồi bán bán nhưng mà sao gì nhưng mà đến lúc gọi là tự tin nhất đến lúc đổ nhau cái dòng tiền vào mạnh mẽ nhất thì sao chị lại gặp ngay cái đỉnh thì nó giảm cái bắt đầu nó giữ 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 như thế như thế nó bị kẹp hàng đúng không ạ nên làm đánh giá với anh chị mình đó là cái dòng mà gọi là cái dòng mà nếu mà chị mình muốn cướp vào một cái thị trường tiếp theo nữa là nên cướp vào cái nhóm ngành chứng khoán Đại nhóm ngành nó sẽ sao gì? Nó sẽ là những cái nhóm ngành nó đại diện tiếp theo cho yếu tố thị trường cùng với nhóm ngành ngân hàng nó sẽ đi lên. Đồng thời với nó sẽ nó sẽ có những cái cổ phiếu riêng lẻ, đúng không ạ? Giống như là thép có thể là có gọi là thép là hòa phát, đúng không Dầu khí là mã cổ phiếu của BVD. Đấy, dầu khí là BVD. Còn những cái mã cổ phiếu bất động sản là mã cổ phiếu nào là gì? Nam Từ Lim và sao gì và KDH nếu mà nhịp tiếp theo có con DG mà nó hướng lên được á, thì nó sẽ là con DG nhưng mà về mặt ngắn hạn nó chưa đâu vậy Thành còn con bung này Đó là kiểm tra yếu tố cung cầu này ở thanh khoản này nhịp sau nó mới lên được nhịp sau nó mới lên bền được ha đó là là lưu ý ha đó là một số cái yếu tố và cái danh mục em đánh giá với chị mình như thế nó sẽ là những cái danh mục tốt nhất so với thị trường và chị mình sẽ ăn dây nhất cho những cái nhịp độ tiếp theo ha đấy đó là lưu ý về cái vấn đề này ha và cái sự điên cuồng của thị trường nó đang tạo dựng ra một cái giai đoạn siêu kiếm tiền cho một cái nhịp độ tiếp theo nên là chị mình phải cố gắng mình tận dụng ha thì đấy là một cái những cái yếu tố mà em muốn nhắn gửi với chị mình trong cái buổi á buổi video của chúng ta ngày hôm nay ha thì nếu mà chị mình thấy hay nếu mà muốn đông hành cùng em để mà gọi là cái danh mục của anh chị mình phải mạnh nhất thị trường á chứ còn bản chất mà thị trường tăng mà những cái cổ phiếu của anh chị mình không tăng á như thế nó rất là sốc ruột anh chị thị trường các nhà tôi khác kiếm tiền đúng không cổ phiếu tăng âm 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 mà anh chị mình không kiếm được tiền á thì mình phải sao gì mình phải ngồi lại một chút để mà mình xem lại cái phương pháp của mình đúng không để mà mình sao gì để mà mình phù hợp với yếu tố thị trường đúng không nên là lưu ý ha nếu mà anh chị mình cần có sự hỗ trợ thì liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong trong khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong phiên ha đấy thì cũng cảm ơn anh chị mình để theo dõi cái video này cũng uh, kính chúc anh chị mình một buổi tối vui vẻ và hứa hẹn thị trường chung của chúng ta nó sẽ bung nổ cho những cái giai đoạn tiếp theo ha thì, uh, hẹn anh chị mình vào cái buổi gọi là cái buổi video tiếp theo ha anh chị nào muốn xem livestream thì hãy, hãy xem qua 7 giờ ở cái kênh tiktok của em ha cảm ơn anh chị mình hẹn gặp lại anh chị mình ha